chốt đầu tiên nha. Test đi hả? Chào mọi người đến video tiếp theo của mình nhé. Hôm nay mùa mưa lũ đến rồi mọi người ơi. Điểm câu cá đây mọi người ơi. Chỗ đây nước động lại rất sâu nha. Đây. Mồi câu mình vừa là con mối mọi người nha. Con mối này mối bay trời mưa nó từ các cầu mối nó bay lên. Bắp rụ lên. Thư lên là. Mình thao phao rồi nha. Mình mới chúc được con cá chót cho mọi người ơi. Cá chót đầu tiên nha. Test viên hả? Test đi hả? Đây mọi người.
sẽ đi cao khúc giữa ga mọi người nha, giữa bên này này, bên này này, khúc giữa của cửa này. Đứng ra giữa khúc giữa đây, sẽ cao, đây cao được một vài con nha mọi người nha. Thank you.